Hello anh em nhé. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau tại trại chó của chị Hòa Apple. Và nhân vật chính của chúng ta hôm nay là cái chú chó này. Anh em biết đây là giống chó gì không nhỉ? Đó. Mình qua để quay về chú chó này thì gặp một cái đàn chó Malinois thì làm trước cho anh em được xem. Vì rất nhiều anh em trên kênh là có inbox và nhắn tin cho mình về những cái chú chó Malinois, là thông tin là giao dịch ở đâu, ai bán, ai mua thì gặp chị Hoàn có, thì mình làm trước cho anh em được xem. Còn hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu về cái dòng chó này. Trước mặt anh em là một cái chú chó chăn cừu. Chú có thể cho nó ngồi lên trên cái ghế được không nhỉ? Rất là hay, rất thông minh, giống như chú làm siếc ấy. Đây có phải là giống border collie không chú? Vâng ạ, border collie, giống chăn cừu. Giống chó chăn cừu đúng không? Việt Nam mình chó chăn cừu. Thế chú nuôi cái chú chó này lâu chưa? Em nuôi được 3 năm ạ. 3 năm? 3 tuổi. 3 tuổi rồi đúng không? Thì trước mặt anh em là một cái giống chó chăn cừu. Tên là border collie, tức là một cái giống chó ở giữa biên giới. Thì theo cái thông tin mà anh được biết thì giống chó này là có nguồn gốc là ở giữa cái nước Anh và nước Scotland đúng không? Ok. Đến cuối chương trình thì mình có thể quay lại cho anh em biết là chú chó này được huấn luyện và được dạy dỗ như thế nào nhé. Đó. Đây là một cái chú chó đực này. Cân lượng của nó là khoảng tầm trên dưới 30 cân. Vâng. Đúng không? Vâng. Yeah. Nó rất là đẹp. Phát triển từ 18 đến khoảng tầm 27. 27 cân. Khoảng tầm từ 20 cho đến khoảng tầm dưới 30 cân nha. Yeah. Rất là phù hợp. Bộ lông dài, chú chó này có một bộ lông xù rất là đẹp. Rất là thân thiện. Mình sẽ chia sẻ một cái số thông tin để cho anh em được biết nhé. Border collie là một trong những cái giống chó mà top đầu về thông minh. Độ thông minh của nó đứng số 1 thế giới. Đấy, hơn rất nhiều về Malinois. Về cái độ dạy dỗ, khi mà có những cái chú chó này này thì cái việc dạy dỗ mình, cái thời gian mình sẽ giảm đi rất là nhiều nếu mà mình biết cái cách huấn luyện. Đó. Giống chó này là nhanh nhẹn này, thân thiện. Hôm nay là mình là lần đầu tiên đến một cái chú chó 3 tuổi nhưng hoàn toàn nó rất là thân thiện. Đấy. Chúng là rất là yêu quý trẻ nhỏ này. Và hoàn toàn là một cái giống chó được nuôi trong gia đình. Khi mà tiếp xúc với giống chó này mình rất là thích. Chắc chắn là rất là nhiều những cái bạn trẻ này hay những cái cô bé cậu bé nhìn cái giống chó này rất là thích, rất là tình cảm. Cân lượng của nó cũng không quá to. Con đực thì khoảng tầm trên dưới 30 cân, con cái thì khoảng tầm trên 20 cân. Với cả border collie ấy, thì theo anh biết là nó cũng có khá là nhiều màu đúng không? Vâng, hiện tại thì theo màu thì có 3 loại màu. 3 loại màu là gồm những màu gì chú? Màu đen trắng, màu cà phê, màu màu tam thể. Tam thể. Đó. Trước mặt anh em là một cái chú chó màu đen trắng này. Còn có một cái loại nữa là màu nâu trắng và một loại nữa là màu Harlequin hoặc là màu ba, gọi là ba màu đó, chó ba màu tam thể. Đó. Chú chó này là có một cái phối màu rất là đẹp này. Có một cái trọng trắng ở trên đuôi này. Mình sẽ quay lại phần mặt cho các bạn nhé. Đấy, bộ mặt là rất là đẹp. À, tên là gì? Tên là Lisa. Vinson. À. Xe máy. Harley Davidson á? À, ok, ok. Ừ. Bạn ấy là biết khi mà bạn ăn, nói chuyện. À. Ok, cho anh một cái miếng để anh cho nó ăn. Ok. Cái bộ mặt, các bạn có thể nhìn thấy này, cái bộ mặt này được trẻ đôi ra rất là đẹp, hòa hai bên, đen trắng rất là đẹp. Giống chó này thì bây giờ hiện tại là không hiếm tại Việt Nam, nhưng mà rất là ít người có thể huấn luyện được, đúng không? Theo anh biết, cái kênh của mình ấy, rất nhiều anh em inbox để mà làm cái giống chó này. Thì hôm nay mình cũng biết được chỗ Triệu Hoàn là có một cái chú chó nhập ra phả tốt và được huấn luyện, thì mình đến đây quay cho anh em được xem. Cho anh hỏi một cái, nếu như mà cái giống chó này này mà sinh sản tại Việt Nam thì chó con cái giá của nó là dao động từ bao nhiêu đến bao nhiêu nhỉ? Dao động thì một con số chó bây giờ mà bố mẹ nhập mà giống như quốc thì nó tơ khoảng tầm 15 đến 20 triệu. À, 15 đến 20 triệu là bố mẹ nhập và phải đầy đủ giấy tờ. Đầy đủ Còn nếu mà cái loại mà không có giấy tờ mà bán giao dịch thì là khoảng tầm bao nhiêu chú biết không? Giao dịch thì nếu mà không giấy tờ thì khoảng từ 7 đến 20 triệu. Ok.
Đấy, cái thông tin để cho anh em được biết nhé. Nếu mà quan tâm và mua cái dòng chó này thì chó giấy tờ thì khoảng tầm từ 15 đến 20 triệu. Còn chó mà không có giấy tờ thì khoảng tầm từ 7 triệu cho đến hơn 10 triệu một chú chó. Mà phải phụ thuộc vào cái độ đẹp đó nhá, màu lông là độ đẹp hay độ tinh nhanh của chú chó. Phân phối màu nó cân bằng. Anh thấy là cái bọn này là có cái bộ lông rất là dày thì cái việc thay lông của nó như thế nào chú? Thay lông thì là ra tùy theo mình, mức độ mình chăm sóc thôi. Nếu mà chăm sóc tốt thì một năm nó thay một lần thôi. À, chăm sóc tốt một năm một lần. Nhưng nhiều người bảo là tại sao những con chó tại sao mà thay lông nhiều vậy thì nó không đủ chất để nó nuôi dinh dưỡng lông. Nên đôi khi nó hay bị thay lông mà bị rụng lông. À, đấy. Cũng giống như người bị rụng tóc thôi đúng không? Đấy. Ok. Đây để mình quay cho các bạn xem. Đấy, chú chó ngồi yên trên ghế này, rất là ngoan. Thì tùy ở phần cuối video mình sẽ nhờ bạn gái của chị Hoàn là A Tiếu sẽ biểu diễn chú chó này cho các bạn xem nhé. Nếu mà nói về cái độ thông minh, độ nhanh nhẹn thì đây là cái giống chó gọi như là đứng đầu bảng tại thế giới, vượt xa cả Malinois rất nhiều. Nhưng mà về cái độ gọi như là bảo vệ, về độ giữ dợ tợn này hay là về độ canh gác thì có thể không bằng Mali. Mali là chó nghiệp vụ, còn Border Collie là dòng chó chăn cừu, dòng chó làm việc, dòng chó gia đình, nhưng mà có một cái độ thông minh rất là cao. Khi mà huấn luyện hay là anh em có thể đào tạo rất là dễ. À, chú chó này thì theo anh biết là Hoàn chia sẻ là còn có biết cả bảo vệ chủ à? Có, con này cũng có bảo vệ chủ. À, rất là hay. Đánh cắn, tấn công từ xa luôn. Rất là hay. Thì bây giờ mình sẽ nhờ chị Hoàn, nhờ bạn gái là A Tiếu để biểu diễn cho anh em được xem nhé. À, trên hình ảnh của anh em là A Tiếu, huấn luyện viên tại chỗ trại của chị Hoàn Apple đang biểu diễn. Đây là bài đi cạnh này. Đó. A Tiếu đang biểu diễn một số động tác với ở chú chó Border Collie. Đấy, sát chân chủ, nhanh, nằm xuống. Bắt tay, đấy hành động bắt tay. Đấy. Đấy, bắt đổi tay. Rất là hay đúng không anh em? Trên tay A Tiếu là cái phần thịt để phần thưởng cho chú chó. Đó. Lạy xù. Đấy, các bạn thấy cái những cái khẩu lệnh của A Tiếu rất là nhẹ nhàng đấy nhá. Cho cân hẳn. Đây đi cạnh chủ, không cần ngồi dây đã. Ngồi chờ. Ngồi. Nằm chờ. Đấy. Làm việc rất là tuyệt vời. Không hề thua kém Malinois một tí nào. Rất nhiều anh em là inbox để mà mình quay về cái giống chó này. Thì hôm nay mình đã gặp được một cái chú chó rất là tốt. Vừa nguồn gốc tốt này, gen giống tốt, còn được huấn luyện. Sủa cũng ghê phết đấy chứ. Trước mặt anh em thì là một cái màn bảo vệ của chú chó Collie. Đó. Chỗ chiều Hoàng Apple còn đang dạy cả Collie những cái bài tập để BH, vâng lời, bảo vệ chủ. Đó. Cắn đâu kém gì Mali đâu. Rất là tuyệt vời. Đó. Đây là một bài cắn bao tay này, bắn bảo vệ như Malinois luôn. Tuyệt vời. Đó.
trại triệu hoán Apple thì ngoài Malinois này, Rocking Dog, còn có cả Border Collie nhé. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ. Và Border Collie là một cái giống chó lao động này, làm việc. Được xếp vào cái nhóm chó lao động làm việc giống như Bexie và Malinois. Chúng có khả năng chăn cừu rất là tốt. Ok, xong rồi. Rồi, thank you Tiếu nhá. Mình định kết thúc cái video về giống chó Border Collie rồi thì lại thấy một cái chú chó con màu nâu sô cô la và màu trắng rất là đẹp. Có nguồn gốc từ nhà bạn Triệu Hoàn. Đã có một cái chị đã mua rồi. Hôm nay chị vừa dẫn đến chơi. Hôm nay là hai bố con gặp mặt nhau trên hình ảnh của anh em. Đấy, A Tiếu đang bế này. Đấy, bạn huấn luyện viên nữ đang bế. Đấy, rất là xinh. Màu nâu sô cô la. Ok. Đây là chú chó bố này. Đấy, và đây là chú chó con. Đây là cô chó con được 3 tháng tuổi. Đã về nhà mới rồi. Hôm nay được một chị khách hàng cho đến đây để chơi giao lưu với bố. Đó. Mình cùng quay lên cho anh em được xem nhé. Đây là một cái giống chó khá là thân thiện, xinh. Nói chung là đây là một cái giống chó rất là xinh xắn, dễ thương. Hồi bé trông nó dễ thương như thế này này. Hiện tại cái người nuôi Border Collie ở Việt Nam cũng không được nhiều. Hoạt động ở trên những cái Facebook thôi. Đa số là anh em nuôi để làm cảnh trong nhà, ít khi được huấn luyện. Hehehehe